trước là bùng binh Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, gọi là bùng binh gì đây, ngã bảy Lý Thái Tổ, đúng rồi, ở đây nó gọi là ngã bảy Lý Thái Tổ nha. Nó dùng cái từ gọi là ngã bảy Lý Thái Tổ. Phải là Lê Hồng Phong, đi thẳng nữa là tới Lý Thái Tổ, quẹo về Điện Biên Phủ. Đây Điện Biên Phủ ra đường phải chen xe máy mà chạy thôi đó. Đây nó cũng có biển là lên giữa, lên phải và lên trái nè em, lên giữa là lên trộn, còn lên phải là xe máy. Ô tô chỉ có đi là khi mà qua đường thôi, đi tấp vô lề thôi. Hôm nay em chạy rồi, không bên ngang chút. Cần tới bệnh viện Bình Dân. Em à, em đúng không? Điện Biên Phủ à. Đây cũng ba lên mà nó rộng hơn ba thứ hai, lên nó rộng hơn. À. Đường láng đi giữ mà. Nào. Cao Thắng. Sáng vô thứ bảy cho nên là giờ này là bắt đầu là giờ người ta đi làm rồi nè. Cao Thắng. Cao Thắng. Đúng không? Nó mưa lắc rắc à. Nghe nói ở ngoài quê cũng lạnh dữ. Mấy ngày nay mưa lạnh. Cái này có ô tô chú hổ, ô tô về coi như là bao lạnh thử, lại thích lạnh nữa chứ. Ô tô rồi thích lạnh, bệnh viện Bình Dân. Biết là ninja nhất không? Ông có biết là ninja Dream không? Ông có biết là ninja nhất không? Ông có biết là ninja nhất không? Lắc lư. Cứ lắc rắc là mưa không biết. Thấy người yêu nhỏ từ miền đông đó tiếng nghe ru sang có nhớ không em. Em gu đúng không? Em gu luôn đúng không? Trương Định. Qua Trương Định rồi. Phía trước có camera phạt nguội. Cần có Thảo à? Phải không? Trồng có Thảo không? Da 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 da.
thằng ninja SH không? Bạn có biết là ninja SH không? Sớm nửa tiếng là nó khác rồi. Giờ đông rồi hả? Hả? Đông quá hả? Ừ, 7:30 là giờ người ta làm việc. Đêm khuya trăng ngơ, mắt trong về trong khói xa mờ. Ô, đám cưới. Hôm nay là ngày thứ 7 nên là một chiếc xe bông. Một người đã vô con đường đau khổ tập 1. Có hai người đã bước vào con đường đau khổ tập 1. Tập 2 là có con. À, tập 2 là đi cày chứ không phải là tập 1 là có con mà tập 2 là đi cày. Lên xe mà lúc nó nước đầy ba á, anh đạp ga cho thiệt là mạnh, chạy cho nó bốc. Mà bốc để làm gì? Bốc rồi đạp thắng để làm gì? Trong khi mình cứ xe trước chạy lên sau, mình xe sau mình chạy chậm hơn chút, từ từ lên. Đụng với ông này qua đường để kinh nha. Tới cầu Điện Biên Phủ rồi đây, gần tới cầu Điện Phủ rồi. Đây là gọi là quận 1, phường Tha Cao. Bà băng, bà băng, bà đi nhà nhít, bà băng đường ghê, đi nhà nhít. Một cầu rất là ấn tượng. Nhìn nhà nhít và băng đường ấn tượng quá, mà nhìn nhà nhít. Đi nhà áo mưa kìa. Rồi, tới đây là bắt đầu em rồi đây, rộng rãi rồi đây. Bữa nay gần Tết nên là nó vắng ra, cho nên bình thường là cái quận Bình này là nó rộng, nó đông lắm. Giờ này thành phố vắng lắm, mà hôm qua đi chợ. Ừ. Mấy bà bán hàng ngoài chợ kêu chợ năm nay nó vắng tanh, không có người mua chị ơi. Thất nghiệp về sớm á. Tôi lòng giảm tốc độ, sắp đến biển báo. Tốc độ dưới làn sóng. Đường này đẹp nè ha, Điện Biên Phủ đường này đẹp không? Tốc độ dưới làn 70 km/h. Càng biển. Sắp đến biển báo, tốc độ dưới làn 70 km/h. Xe miền Đông mới 17 cây số.
70 thì mình được chạy 72, 73 đúng không? Em không? Quá em không? Hạ tốc độ nè, lên cầu là phải hạ nha. Tốc độ này có 50 rồi đó. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Này cái cầu này ta có thể đi hai lane luôn. Ô tô có thể đi hai lane mà xe máy chỉ được đi một lane thôi nha. Em nào mà bang là luôn tiền má nha. Sắp đến biển báo, tốc độ giới hạn 60 km/h. Đúa lên cái là lên 60 liền không? Cần gì tụt bô bim, cần gì xì bóp bim, nhấp cái là lên đến cần gì xì bóp. Ừ, cầu vượt Văn Thánh. Đồ này nó chơi hai lên rồi vừa trái luôn. Bố hai lên để quay đầu luôn. Quay đầu lên. Một lên quay không được, hai lên mới quay được. Nghe không? Rồi tới cầu Điện Biên Phủ, cầu Điện Biên Phủ rồi đây. Cầu Sài Gòn nhé. Qua khỏi cầu Sài Gòn mới thắt nha. 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 Tốc độ 80 bắt đầu lên cầu Sài Gòn là tốc độ 80 nè. Tốc độ giới hạn 80. Rồi, đua. Ok không? Vui lòng giảm tốc độ. Rồi em gu luôn. Em gu luôn đúng không? Em gu luôn đúng không? Cậu lấy không? Đây gọi là đường Điện Biên Phủ từ ngã 7 Lý Thái Tổ tới cầu Sài Gòn. Không? Cậu lấy không? Rồi tắt, tắt rồi là mở.